Xin chào các bạn, hôm nay mình xin review cho các bạn về chiếc Honda CB150R của mình sau 2 năm sử dụng. Và đây là hình thức em nó bên ngoài. Sau 2 năm trên những chặng đường dài hàng trăm km, mình đã đi được 8.200 cây số. Do dịch bệnh nên xe của mình ít đi lại, mình chủ yếu để dưới hầm. Và hôm nay mình xin review cho các bạn về 3 cái sản phẩm mà nó rất hữu ích cho chiếc xe của các bạn. Đây, đầu tiên. Đấy nha, mình xin đặt dưới đây. Đây, đây là miếng dán mình đã tự chế. Mình đã dùng năm ngoái mình đã chế được rồi. Hôm mình dùng 1 năm thì nó bắt đầu bong chóc thì mình sẽ tiến hành, hôm nay mình sẽ tiến hành thiết kế lại lần 2, mình sẽ lắp vào đây. Đi rất chắn mưa rất tốt, tuy nó hình thức có thể không được mỹ quan nhưng chắn mưa rất tốt. Nó sẽ cản được lượng bẩn, bụi bẩn. Và xin giới thiệu miếng dán thứ hai, chính là miếng dán bảo vệ phuộc. Năm ngoái mình đã làm một video để dán cách dán miếng bảo vệ phuộc này, thì khi các bạn bóc cái miếng đề can này ra, các bạn dán vào đây. Đây mình đây. Hôm qua mình đã bóc ra nên đi lâu nó hơi bụi bẩn này. Tí nữa mình sẽ vệ sinh sạch để mình dán. Thì các bạn hình dung là khi các bạn uống, đây mình cắt đường kính nó bằng đúng một nửa của cái ống đồng này. Khi uốn vòng tròn vào thì nó sẽ uốn hình vòng tròn, nó đặt mé trong và nó sẽ bảo vệ cái cây phuộc của mình. Cái lượng đất cát khi đi trời mưa nó bắn rất nhiều vào cây phuộc này. Khi các bạn dán cái này vào ấy, thì nó công dụng của nó rất rõ rệt, nó rất là tốt cho phuộc. Đây các bạn nhìn phuộc của mình vẫn sạch sẽ, không một tí xây xước nào, các bạn nhìn nha. Đấy, nó bảo vệ rất tốt nên nếu các bạn có thời gian, các bạn nên chế được cái bộ như này thì tuyệt vời luôn. Đây là cái miếng dán đấy, đề can. Đây chính là miếng dán bảo vệ cái phuộc sau này này. Khi các bạn dán vào đây, dán trùng nhá, các bạn phải dán trùng. Dán trùng vào đây khi đi trời mưa ấy, thì cái lượng đất cát nó văng vào đây, nó sẽ không bao giờ văng vào cái phuộc, mình đảm bảo 100%. Dán trùng kiểu như này, nó sẽ không bao giờ văng vào cái phuộc kia, các bạn vệ sinh rất dễ, rất là sạch sẽ, rất sướng luôn, tiện. Thì tẹo mình sẽ dán cho các bạn chìm ngưỡng nha. Các bạn, sau khi mình đã dán xong cái miếng bảo vệ phuộc đây, đây là thành quả của mình. Các bạn quan sát kỹ nha. Khi hành trình phuộc nó lên, thường thường nó xuống sẽ đến đây. Thì mình cứ áng chia đôi cái khoảng này ra, thì sẽ là cái kích thước của cái này. Khi nó thụt xuống nó sẽ vừa chạm đến đây là đẹp. Thì khi đi mưa thì đất cát nó sẽ văng bên trong này. Đảm bảo các bạn không bao giờ nó sẽ bị bẩn cái phuộc này này. Mình đã chiêm nghiệm rất nhiều rồi, mình đã test rất nhiều rồi. Đấy, nó rất gọn gàng, rất mỹ quan ấy. Nhìn chả ai để ý nhưng mà công dụng còn rất tốt. Ở đây là cái miếng dán. Mình đã chế cái miếng dán chắn bùn không, chứ cứ mỗi lần đi mưa, nhất là những hôm mưa dầm ấy, nó bắn bẩn vào lốc máy này, các bạn vệ sinh nó rất khó. Như đây, từ khi mình thiết kế lắp ra này, nhìn cái cổ bô và cái cục máy mình nó cơ bản là sạch sẽ, rất nhàn. Và phần tiếp theo phía sau đây chính là cái miếng dán để bảo vệ cái phuộc kia các bạn ơi. Khi các bạn đã dán miếng này rồi ấy, thì đi trời mưa vô tư, không bao giờ lo bắn bẩn vào cái phuộc đấy, các bạn vệ sinh nó rất dễ. Đây là những cái góc này, khi bắn mưa nó sẽ bắn vào đây, nó theo này nó sẽ tỏa tẽ sang hai bên này, đi và nó xuống dưới, không bao giờ nó bị bẩn cái phuộc đấy. Phuộc của mình rất sạch đấy. Ít khi phải vệ sinh lắm, thì các bạn có thể các bạn làm theo như của mình nhé. Nếu bạn nào có thắc mắc hay gì và muốn hỏi về kích thước thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình, xong mình sẽ để cái số điện thoại ở cuối của màn hình, góc của màn hình, các bạn quan sát nhé. Rồi, xin chào các bạn, mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào các bạn.